Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật giá cà phê hôm nay ngày 27 tháng 4 năm 2021. Phunro TV chúc các bạn ngày mới vui vẻ và thành công trong công việc. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh, một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Thưa các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 27 tháng 4 năm 2021. Giá cà phê ở hai sàn phái sinh tiếp nối đà tăng, kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam. Cụ thể, giá cà phê Robusta trên sàn London ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2021 tăng thêm 12 USD trên tấn, mức tăng là 0,87% và lên mức giao dịch là 1.399 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 5 có mức giá là 32.135 đồng 1 kg. Còn ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2021, giá cà phê bật tăng 24 USD trên tấn, mức tăng là 1,69% và lên mức giao dịch là 1.440 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 7 có mức giá là 33.076 đồng 1 kg. Các mức tăng đáng kể, khối lượng giao dịch cà phê Robusta trong phiên vừa qua ở mức rất cao trên mức trung bình. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng bật tăng mạnh. Ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2021, tăng thêm 4,9 cent trên pound, mức tăng là 3,58% và lên mức giao dịch là 141,57 cent trên pound. Ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2021, giá cà phê tăng 4,85 cent, mức tăng là 3,5% và lên mức giao dịch là 143,35 cent trên pound. Các mức tăng mạnh, khối lượng giao dịch cà phê Arabica ở kỳ hạn giao tháng 7 ở mức rất cao. Thưa các bạn, theo tổng hợp, mức giá hiện tại của cà phê Arabica đang cao nhất trong 15 tháng qua. Trong khi đó, giá cà phê Robusta cao nhất trong 21 tháng qua. Trên cả hai sàn cà phê phái sinh, xu hướng tăng theo đà tăng của thị trường nông sản thế giới. Trong bối cảnh, châu Âu chuẩn bị mở cửa du lịch từ Mỹ và Ấn Độ đang chìm sâu trong khủng hoảng y tế do dịch bệnh COVID-19 lây lan mạnh. Thị trường cà phê toàn cầu dự kiến thiếu hụt trong niên vụ tới do thời tiết khô hạn làm ảnh hưởng đến sản lượng của Brazil, nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới. Về tình hình giá cà phê trong nước ngày hôm nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên, giá cà phê bình quân tăng thêm 300 đồng trên 1 kg. Mức giá được thu mua từ 32.500 tới 33.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ở huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc và ở huyện Di Linh được thu mua với mức giá là 32.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê ngày hôm nay thu mua ở mức từ 33.300 tới 33.500 đồng 1 kg. Khu vực huyện Cư Mờ Ga, mức giá là 33.500 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê được thu mua là 33.300 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Krai, mức giá là 33.300 đồng 1 kg. Và ở huyện Chư Prong, giá cà phê ngày hôm nay được thu mua với mức là 33.200 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê tại khu vực thành phố Gia Nghĩa ngày hôm nay được thu mua với mức giá là 33.300 đồng 1 kg. Và ở huyện Đắk Rơ Lấp, mức giá là 33.200 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, giá cà phê ngày hôm nay được thu mua với mức giá là 33.300 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, mức giá là 34.700 đồng 1 kg. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá cà phê ngày 27 tháng 4 năm 2021. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.